Chưa, giờ nói cũng mệt. Phượng Mai hỏi Thần hồn của mình Chú ở chỗ nào trong người của mình vậy chú Đó là Phượng Mai nói Mình có cái a à lại giải thức Nó nằm ở trên này nè Trên cái à, sao ót cái gáy của mình á Cái đó gọi là cái a à lại giải thức Cái đó nó cũng giống như cái điện thoại Nó có con sim vậy đó Tất cả những mọi việc Từ lúc ngày mình sanh ra đời cho tới ngày mình chết mình học hỏi cái xấu cái tốt cái si cái mê cái thiện cái ác nó đều ghi vô cái à lại giải thức hết thì gọi là thần hồn khi mà, mà thần hồn này á, khi nó cái xác nó già nó yếu nó bị quỷ thì cái à lại giải thức sẽ chuyển qua một cái thế giới khác một là về cõi trời thì lúc đó đó cái thằng cái cái à lại giải thức đó, nó bay lên đỉnh đầu mình là ấm xuống trái tim của mình là mình sẽ đầu thai trở lại thành người đó. xuống cái bụng là mình sẽ làm ngạ quỷ và xúc sanh đó. còn xuống bàn chân là xuống địa ngục thì chú biết là như vậy thì nó cái thằng hồn là một cái hơi ấm trong con trong cái đầu của mình nó sẽ ghi nhớ lại hết tất cả mọi thứ trên đời của mình làm nó là Tại sao mình đừng có nghĩ là ở ờ, trong không gian hay là trong một căn nhà trong một căn phòng không có người mình muốn làm gì mình làm không có đúng. Cái đó nó sẽ ghi lại. Cái đó nó ghi như cái máy quay phim đang quay vậy nè. Rồi chỉ cần bấm lên cái YouTube cái clip này 149 phải không? Thì tự nhiên những gì chú nói á cả bao lâu na bao, 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 nãy giờ cả tiếng đồng hồ cũng không có mất chữ nào thì có người của mình cũng sẽ y như cái cái YouTube này vậy đó, cái cái clip này vậy đó. Thì lúc đó là mình không có chối được cái tội của mình, đó nó nằm ở đây ấy nghe, cho nên mỗi lần mình làm gì đó mình phải nên nhớ tự động mình quay mình, tức là mình giống như mình có cùng phim, mình có cái máy camera cái máy uh, quay chính bản thân mình luôn vậy đó.